Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin lộ diện kẻ triệt hạ bà Nguyễn Phương Hằng. Suốt một thời gian dài, bà Nguyễn Phương Hằng và chồng bà là ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, tố ông thầy lang Võ Hoàng Yên lừa đảo thì sự việc ngày càng mất kiểm soát hơn. Từ những mối quan hệ giữa ông Võ Hoàng Yên và các nghệ sĩ nổi tiếng, bà Hằng đã đi quá xa trong vấn đề tố giác tiêu cực của các nghệ sĩ này, mà đặc biệt là vấn đề từ thiện. Việc bà Hằng tố cáo ấy, những nghệ sĩ vẫn không thể chứng minh được rõ ràng vấn đề thu chi khoản tiền từ thiện khổng lồ mà những nhà hảo tâm ủy thác. Tuy nhiên, cũng không có cơ sở để buộc tội họ trước pháp luật. Đây là cuộc chơi thắng làm vua, thua làm giặc. Vấn đề là một khi đã tố giác người khác có tội, mà cơ quan điều tra không thể chứng minh tội người bị tố thì ắt người tố tội phạm tội vu khống. Những bằng chứng mơ hồ, nhiều người cũng cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng rất dễ bị pháp luật sờ gáy, và thực tế đã diễn ra đúng như vậy trong thời gian vừa qua. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng bị tố về tội vu khống thì không việc gì để nói, đó là tội mà ai cũng có thể thấy được. Tuy nhiên, điều mà nhiều người bất ngờ chính là việc chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Hằng với tội danh là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân, được quy định tại điều số 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Cho đến giờ, nhiều người vẫn thắc mắc rằng bà Nguyễn Phương Hằng xâm phạm lợi ích nhà nước ở chỗ nào. Không ai có thể chứng minh được lợi ích nhà nước bị xâm phạm như thế nào với các chương trình livestream phát hành trực tiếp tố cáo các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện cả. Phải chăng đây là hình thức chụp mũ mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chụp lên đầu bà Nguyễn Phương Hằng? Được biết, trước khi bị bắt, bà đã bị lệnh tạm cấm xuất cảnh trong thời gian từ 16 tháng 2 đến 29 tháng 4 năm 2022, được cho là liên quan tới việc bà liên tục thực hiện các buổi phát hình trực tiếp livestream mạt sát rất nhiều người, trong đó có các nghệ sĩ, người nổi tiếng, mà mạt sát người dân thì làm gì liên quan đến lợi ích nhà nước đây? Đây là hình ảnh một buổi phát hình trực tiếp livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Năm 2021, mạng xã hội đã sôi động hẳn lên với các chương trình lắp phát hình trực tiếp livestream của bà Nguyễn Phương Hằng cáo buộc một số diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình có tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên là ăn chặn tiền từ thiện, ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung trong các đợt quyên góp thiện nguyện hồi năm 2020. Bà cũng ra các cáo buộc nặng nề về đời tư đối với một số người khác như với ca sĩ Vy Oanh. Các buổi phát hình livestream dài hàng giờ đồng hồ của bà Phương Hằng từng gây bão trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt người xem trực tiếp theo dõi với số lượng bình luận, chia sẻ và tương tác rất lớn. Những nội dung mà bà nói trong các buổi phát hình livestream, trong đó có rất nhiều thông tin cáo buộc người khác mà bà nói là bà mơ thấy, làm người ta nghĩ rằng bà đang nắm bằng chứng. Tuy nhiên, bằng chứng ấy nếu không thuyết phục thì rất có thể bà bị kiện ngược lại là điều khó tránh khỏi. Việc phát hình livestream trực tiếp của bà Hằng tạo nên luồng dư luận tranh cãi dữ dội trong cộng đồng của mạng giữa những người ủng hộ bà và những người bênh vực cá nhân bà bị điển danh. Đụng tới các nghệ sĩ là đụng tới ổ kiến lửa. Như một nghệ sĩ đã tố cáo nói ra thì đấy là sự thật. Nghệ sĩ họ có tên tuổi, cuộc đời của họ gắn liền với danh tiếng nên bằng mọi giá phải bảo vệ. Mà giới nghệ sĩ thì họ không hề thiếu tiền để mời những luật sư giỏi để thực hiện vụ kiện cáo này. Tuy nhiên, nói về tiền thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng không hề thiếu. Bà cũng có thể thuê luật sư giỏi, không kém để cạnh ai cả. Việc truy tố bà Hằng là không có điều gì lạ. Điều lạ là bà bị khởi tố theo điều số 331. Bộ luật này có mức phạt tù nhẹ nhất là cảnh cáo, tới mức cao nhất là phạt tù tới 7 năm trời. Vậy câu hỏi đặt ra là điều 331 là gì? Điều luật 331 có hai khoản như sau. Thứ nhất, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Thứ hai là phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự,
an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm cho đến 7 năm. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Rõ ràng là bà Hằng đã không xâm phạm lợi ích của nhà nước và cũng lại càng không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội. Đây đơn giản là sự tranh chấp giữa bà Hằng với những người bị tố cáo mà thôi. Xã hội không bị đe dọa, không bị mất an ninh. Vì thế có thể nói đây là điều luật mơ hồ. Thực tế, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang áp dụng nó một cách tùy tiện. Chính vì thế mà mới đây, 7 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và 79 trí thức đồng lập soạn ra một hội thảo kiến nghị yêu cầu bãi bỏ 3 điều luật trong Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Bản kiến nghị có 117, được đánh số 117 có nội dung yêu cầu nhà nước bãi bỏ hoặc sửa đổi 3 điều luật trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, gồm điều 109 là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 117 là tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước và điều 331 là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Phải chăng có sự nhúng tay của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vào việc triệt hạ đại gia ông Dũng Lò Vôi và bà Hằng? Đây là hình ảnh ông Dũng Lò Vôi và vợ. Truy tố đúng người đúng tội thì thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, truy tố đúng người nhưng không đúng tội thì rõ ràng đây là hành động truy tố có chủ đích. Điều dễ hiểu là nếu chính quyền truy tố bà Hằng theo cáo buộc của những nghệ sĩ bị tố thì không thể là xâm phạm lợi ích nhà nước, mà là tội phỉ báng hoặc vu cáo mà thôi. Vì thế, trong sự truy tố này, dù có giấu giếm nhưng người ta vẫn thấy bàn tay lông lá của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam muốn triệt hạ đại gia Dũng Lò Vôi. Phải chăng chính quyền nuôi cừu đã đủ lớn và đang chuẩn bị thịt? Rất có thể là như vậy. Diễn biến vụ án còn phức tạp, phải chờ xem chính quyền này đang giở trò gì với nhân dân. Họ luôn hô hào là nhà nước pháp quyền, nhưng thực tế, thực chất chính quyền này hành động rất tùy tiện, bất chấp dư luận, bất chấp luật pháp. Kính mời các bạn xem bản tin nguy cơ Putin bị lật đổ vì cuộc đảo chính tăng lên hàng tuần. Một người tố giác đã tuyên bố khả năng ông Vladimir Putin bị phế truất trong một cuộc đảo chính đang tăng lên hàng tuần khi cuộc xâm lược tại Ukraine tiếp tục đang diễn ra, đặc biệt là khi Nga liên tục vấp phải những sự kháng cự mãnh liệt của quân đội Ukraine. Nguồn tin từ trong cơ quan an ninh của Nga FSB cho biết các đặc vụ ngày càng thất vọng với cách ứng xử và xử lý cuộc chiến của Putin. Ông Putin mong muốn một cuộc chiến thắng nhanh chóng khi ra lệnh tấn công vào ngày 24 tháng 2, nhưng sự kháng cự quyết liệt của người dân Ukraine đã khiến số người thiệt mạng ngày càng tăng lên, với một số tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao trong số những người thiệt mạng đó. Theo thống kê được biết thì có tới hơn 40.000 quân Nga bị chết và bị thương, loại ra khỏi vòng chiến đấu. Đây hình ảnh theo chiều kim đồng hồ từ trái sang Alexander, Ok và Vitali đều đã thiệt mạng trên chiến trường của Ukraine và con số này tăng lên mỗi ngày. Trích dẫn nguồn tin của mình, nhà báo Nga Vladimir Oshkin nói với tờ báo The Times rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang làm tê liệt lối sống của các nhân viên mật vụ cấp cao của đất nước của ông. Những người bị cho là bị cấm đến thăm nhà nghỉ của họ hoặc có thể đưa con cái của họ đến Disneyland tại Paris. Các sĩ quan FSB được trả lương cao hơn mức trung bình của người Nga và được nhà nước cấp một căn hộ. Đây là điều kiện rất ưu đãi. Oshkin nói với tờ báo The Times rằng trong 20 năm, Putin đã tạo ra sự ổn định ở Nga. Các sĩ quan FSB, cảnh sát, công tố viên nhà nước, những người bên trong hệ thống đã có thể sống tốt. Ông nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang phá hỏng điều này và làm tăng thêm sự vỡ mộng tập thể trong giàn lãnh đạo của Nga. Oshkin nói tiếp, cứ mỗi tuần và mỗi tháng mà cuộc chiến này vẫn tiếp diễn, thì khả năng xảy ra một cuộc nổi loạn của những người trong lực lượng an ninh sẽ tăng lên rất nhanh. Và điều đó ngày càng có thêm minh chứng khi ngày hôm nay chiến hạm của Nga cũng đã bị Ukraine đánh nổ tung. Đây là hình ảnh nhà báo của Nga Oshkin, người tố cáo từng làm việc ở trung tâm của tình báo Nga. Nga đã phải chịu tới 40.000 thương vong kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu một tháng trước. Moscow vô tình tiết lộ rằng họ đã mất 10.000 quân khi con số này được tiết lộ bởi một tờ báo có xu hướng thân với Điện Kremlin bất ngờ đăng tải. Nhưng khối NATO cũng cho biết
con số đó có thể lên tới 15.000 người với tổng thiệt hại bao gồm cả người bị thương, bị bắt hoặc mất tích lên tới 40.000 người. Quan chức của NATO đã ước tính dựa trên số liệu về những gì Nga tiết lộ, dù cố ý hay vô ý. Nếu ước tính của NATO là chính xác thì những thiệt hại của Nga chỉ trong vòng chưa đầy một tháng ở Ukraine hiện nay cũng giống những gì họ đã phải gánh chịu trong cuộc chiến kéo dài tới 10 năm ở Afghanistan, kết thúc vào năm 1989. Đây là hình ảnh cố vấn của Tổng thống Nga Putin Anatoly bên trái. Trong khi đó, nội gián của Điện Kremlin Anatoly hiện đã từ chức và rời khỏi đất nước vì cuộc chiến của phe đối lập ở Ukraine. Bloomberg đưa tin như vậy. Đặc phái viên khí hậu Anatoly, 66 tuổi, đã tuyên bố từ chức trong một bức thư gửi đồng nghiệp và bạn bè vào hôm thứ Ba vừa qua. Điều đó đã gây sốc trong chính trường Nga. Joe Biden cũng đã tham gia vào các cải cách kinh tế sau khi Liên Xô sụp đổ, nhưng vẫn ở trong chính phủ của Putin và duy trì quan hệ chặt chẽ với các quan chức phương Tây. Ông là người biết rất nhiều về thế giới dân chủ và tự do. Để đối phó với cuộc xâm lược đang chùn bước, ông Putin hiện đã cho quản thúc tướng Vladislav Yalov tại nhà riêng. Theo truyền thông của Ukraine, dưới sự chỉ huy của ông, tập đoàn quân số 6 đã mất tới 2.000 binh sĩ, trong đó có 180 lính nghĩa vụ đang làm nghĩa vụ quốc gia. Đây là hình ảnh tướng Vladislav Yalov. Tướng Vladislav Yalov đã bị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu sa thải. Ông ta đã không xuất hiện suốt 12 ngày và được cho là đang bị các vấn đề về tim. Ông được coi là một trong những đồng minh thân cận và trung thành nhất của Putin. Tuy nhiên, ông đã có xung đột quan điểm với các tướng lĩnh quân đội về cách thức tiến hành cuộc chiến với Ukraine. Con gái của ông là Ksenia, 31 tuổi, đã xuất hiện cùng với mình, con mình trong những bức ảnh gần đây với hai màu xanh và vàng, biểu tượng của lá cờ Ukraine. Những người lính của Putin đã được tuyên truyền với luận điệu rằng cuộc chiến này sẽ chỉ là một cuộc tập trận và rằng họ sẽ được chào đón như những người hùng ở Ukraine. Nhưng sự thật hoàn toàn khác, họ được đón bằng đạn, súng, bom, mìn và cái chết.